Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft vùng đất thánh. Ngủ một giấc sáng thức dậy ở bên ngoài nhà mình nè. Quái nó gình gình sẵn rồi, nhất là con ọt này. Mình sẽ farm nó. Trong tương lai thì những cái đồ mà con ọt này rơi ra nó rất là cần thiết cho mình luôn. Nên bây giờ có thì mình cứ farm để dành ha. Rồi sắp tới mình dùng sao. Rồi, giờ thì cho nó vô trong cái rương lại thôi. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành làm thêm thật là nhiều những cái ba lô để mình có thể chứa đồ á, chứ cái ba lô kim cương của mình thấy vậy thôi chứ chứa cũng không có nhiều lắm. Và một cái ba lô như vậy thì nó sẽ cần năng từ những cái ba lô da trước ha. Và mình sẽ lấy thêm gỗ. Đây có gỗ luôn. Đợi ra rồi sau đó mình sẽ làm ba lô da trước. Ui, không làm được rương hả? What? Vô lý vậy? Đây. Đổi ra cái rương thường 1, 2. Xong mình sẽ nâng lên hai cái ba lô da ha. Ủa thiếu da hả? U là trời. Thiếu nhiều da vậy? Này, giờ thì đủ da rồi. Mình sẽ làm hai cái luôn. Ý, sao hết được rồi? Này. Chế tạo nó cứ bị vướng kiểu gì á. Xong thì mình sẽ bắt đầu nâng nó lên những cái cấp độ tiếp theo như là ba lô bằng sắt. Hai cái luôn. Và tới ba lô bằng vàng. Vàng đây. Vàng. Oh no. Ui no. Trời ơi, tay nhanh hơn não rồi. Mèn đét ơi. Ra cái khối gì rồi nè. Bó tay chấm cơm luôn. Thôi lỡ rồi, chịu thôi, sao giờ tay nhanh hơn não mà. Rồi giờ mình sẽ làm cái ba lô bằng kim cương tiếp theo ha. Đây, tương tự làm thêm một cái nữa. Vậy là mình sẽ có thêm được hai cái ba lô kim cương. Chuyến này thì ta hồ mà chứa đồ trong cái chuyến đi khám phá luôn. Hả? Hai cái là cũng được khá diện tích chứa liền. Ổn áp rồi ha. Ngoài ra thì cái bàn cường hóa này mình cũng có thể nâng nó lên thêm một dạng bàn cường hóa xịn hơn á. Mình sẽ kết hợp từ bàn phù phép và mình sẽ cho thêm vàng, ngọc lục bảo, hắc diệm thạch khóc hả? Ừ, cái đó hình như mình chưa có thì phải. Ừ, cái đó thì mình là không có. Mình coi công thức nó trước đi. 3 vàng, 2 ngọc lục bảo. 3 vàng, 1, 2, 3. Rồi giờ thì kiếm hắc diệm thạch khóc thôi. Mấy cái hắc diệm thạch khóc thường thường ở gần mấy cái tàn tích cổng địa ngục ưa có lắm. Để mình đi tìm một cái rồi mình đào một chút về coi. Hướng nào ta, mình nhớ lúc trước gần nhà. Đây hình như hướng bên này. Có một cái cổng tàn tích cổng địa ngục. Trên đường đi tìm á thì mình thấy ở đây nó có một cái vùng đất mà nó rất là âm u luôn. Ui, có tiếng quái. Ủa, sao nghe tiếng quái đâu trong đây vậy? Ở trên đây nó còn có một cái lâu đài gì nữa nè. Wow, lạ nha. Nó có đường xuống ở dưới nữa. Vậy là mình phải xuống dưới khám phá mới biết được rồi. Ghê vậy. Chưa, ở dưới tối lắm, để mình nóc vô một cái. Để tăng cái tầm nhìn lên. Rồi đi xuống dưới. Ghê hả? Quyển sách gì nè? Cow of Kerben Last Will. I die, I live my riches to my cute little bunny. It will forever lie in this tombstone. But you must first access with this Gitler. Gitler, you see me. Cái gì đây? Ôi, nó có bơm hả? Oh no. Ui, mình ấn nhầm phát, nó kích hoạt cho bơm. Ở dưới này nó có cái đường đi hay sao á? Ờ, dưới này nó có cái đường đi riêng nè. U là trời. Sao không ra, mình kích hoạt bơm hơi bị nhiều rồi đó. Thôi, để bây giờ mình sẽ khắc phục lỗi lầm mình ha. Mình đi xuống dưới coi. U, ở dưới đây nhiều thỏ vậy. Ui, thỏ sát nhân. Ôi, đây là những con thỏ mà nó ăn thịt người nè.
Thỏ này đánh đúng đau luôn á. Kìa nó chạy kìa. Ây da, con thỏ này cắn hơi bị đau luôn á. Thỏ nè. Ow. Phải đập cái lồng spawn này trước. Con thỏ này tới 100 máu lận. Ui kìa. Ui đánh đau vậy. Kìa nó chạy nhanh chưa. Cái này muốn bắn chúng nó hơi bị khó luôn. Người lại đây con thỏ. Còn thỏ không kiếp. Không biết đánh bao lâu mới chết nó đây. Cái này bắn trúng nó là hơi bị hơi bị siêu luôn á. Này thỏ sát nhân nè. Đâu rồi, nó đâu rồi. Con xương đi ra. Đánh nãy giờ mà chưa gục được nó thấy chưa. Ủa đâu ra cái chỗ này ghê quá. Không biết trong này nó có dấu đồ không nữa. Thỏ sát nhân nè. Vậy là trong này không giấu cái lồng spawn á. Ủa sao mình vẫn còn nghe tiếng nhện á. Ok con thỏ nó đi. Ghê quá đi té. À phía trên này vẫn còn lồng spawn. Thì ra là vậy. 3-4 con xương tụm ra đây. Tiêu diệt hết. Con này nữa. Ồ nó có chứa đồ ở đây nè. Ê, còn xuống. Được. Lượm hết luôn. Wow. Nó còn rất là nhiều căn phòng khác nhau nữa. Trong đây có một căn phòng chứa nhện nữa nè. Ông nhện độc. Ghê quá vậy. Lúc đầu thì tưởng đây là một cái tầng hầm bình thường thôi. Càng đi thì càng lòi ra những căn phòng khác nữa. Con nhện độc đây. Mạng nhện hả? Đập hết luôn. Ui còn nhiều nhện lắm. Không phải một con đâu, nguyên một đàn luôn á. Mình thì cực ghét nhện độc nữa. Nhện độc nè. Còn con nào nữa không? Đây còn con. Nhện độc. Rồi cái rương này thì nó sẽ cho mình một ít viên kim cương ha. Cũng được đi. Chớp điện luôn. Ép vô cây đinh ba được á. Hợp lý. Vậy là xong rồi. Nó sẽ có hai căn phòng riêng biệt khác nhau ha. Kiểu như nó ở dưới mấy cái trái TNT hồi nãy á. À, ra là vậy. Ui tính ra chỗ này cũng ghê lắm á. Hú hồn chim én. Thôi tiếp tục cái hành trình đi tìm cái tàn tích cổng địa ngục thôi. Lạc trôi vô mấy chỗ này ghê quá trời quá đất rồi. Băng tàn đi lẹ. Ôi, băng nó tan hết là mệt nữa. Đây là một cái chỗ ở vùng băng giá mà có cái tàn tích cổng địa ngục nè. Mình sẽ lấy những cái có hai chìm thạch khóc ở đây. Ồ, một cục. Hai cục. Cục này lực thứ hai nè. Và cục thứ ba ở đây đi, cho nó dễ lấy. Xong phiên thì như chỉ cần 3 cục là đủ công thức làm rồi. Đúng không? Coi công thức. Dark Enchant. Chính xác mình chỉ cần 3 thôi. Rồi vậy là bây giờ mình có thể trở về nhà để tiến hành chế tạo ra cái bàn cường hóa bóng tối rồi. Chắc về nhà mình cũng sẽ chế tạo một cái khiên kim cương mới thôi. Hồi nãy quýnh nhau với cái con nhện sát nhân á. Nó quýnh mau hư khiên ghê luôn á. Nhỏ nhỏ nhưng mà nguy hiểm thiệt. Lần đầu mình gặp luôn. Đáng sợ thật đó chứ. 2H. Ủa gì hả? 2 ngọc lục bảo và 3 vàng. Dục vô cái này. Thắng công thức. Bùm. Ý. What? Không cho mình ấn công thức này hả? Ồ, nó làm được cái table upgrade. Để coi bây giờ mình làm gì được không? Nó không cho mình chế tạo kia rồi. À, nâng cấp như vậy thì vẫn được ha. Đó. Vậy là bây giờ mình đã nâng lên thành cái bàn cường hóa bóng tối rồi. Mình sẽ thử cho cái kiếm vô. Ok kiếm rồi. Đó, sắc bén cấp độ 5. Enchant thử coi. Được luôn. Mày ghẻ nữa chứ. Oh my god.
có thể sửa được luôn nè. Vậy thì tốt quá, mình không cần chậm hỏng đâu, kiếm mình nhiều đồ bền lắm. Có sửa chữa luôn. Ôi nhưng mà tốn nhiều kinh nghiệm lắm nha. Cái 4.000 điểm kinh nghiệm lận. Wow. Bây giờ mình ví dụ mình cho vô đây coi, mình sửa bằng kinh nghiệm thì nó có rẻ hơn kim cương không? Cho vô đây, sửa tốn 200 điểm kinh nghiệm. Mình sẽ cho bảo vệ 4 là mất rồi hả? Sẽ cho nó một chút chậm hỏng đi. Chậm hỏng cũng tốn khá là nhiều điểm kinh nghiệm nè. Có mấy cái lời nguyền nữa chứ. Để bây giờ mình trước mắt á là mình có cái mấy cái đồ chưa được cường hóa. Mình sẽ thử cường hóa như vậy trước coi coi nó có rẻ hơn hay không nha. Cho nó lên bảo vệ. Ồ, như vậy thì nó lại rẻ hơn nè. Mình làm một phát lên bảo vệ 4 mà nó tốn có 300 điểm kinh nghiệm thôi. Rẻ hơn mà được một cái nón mới nữa. Ngại gì mà không enchant. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho nó thêm một chút chậm hỏng ha. Ồ, nó cũng vậy. Tính ra nó cũng vậy à. Mà thôi, enchant kiểu này đi. Cho nó được một cái set đồ có full độ bền. Như vậy thì sẽ tốt hơn á. Set đồ cổ mình dục vô đây đi. Cái ổn mới nè, cái quần mới nè, áo mới nè. Rồi, vô. Enchant như vậy có vẻ là ổn áp hơn á. Có được những dòng mà mình muốn liền luôn. Chậm hỏng. Rồi, xong cái áo rồi nè. Bảo vệ chậm hỏng hết. Như vậy thì hơi bị trâu luôn á nha. Bảo vệ 4, chậm hỏng cấp độ 3. Tiếp tục là cái ổn. Bảo vệ 4, chậm hỏng. Ồ, còn có chân lạnh nữa nè. Không biết là mình có nên ép dòng chân lạnh hay không nữa. Nhưng mà ép chân lạnh thì mình không có có thể kiểu như là đặt xô nước để rớt từ trên cao xuống được. Vậy cũng khá là bất lợi cho mình ha. Thôi không ép đâu, nguy hiểm lắm. Ồ, có speed nữa, mình sẽ ép speed đi. Cái ổn nó tốn khá nhiều kinh nghiệm của mình nè. Nên mong rằng là dùng tốt tốt nha. Wow, ép speed vô chạy nhanh lắm. Được, ép cái này tốt nè. Hơi mắc nhưng mà tốt á. Ổn áp ghê. Rồi cái khiên, chắc mình làm một cái khiên mới đi. Khiên này muốn hư mất tiêu. Ví dụ khiên mình cho kim cương vô mình có thể sửa được không? À được, nhưng mà sửa như vậy mắc muốn chết luôn á. Tay đó mình làm cái khiên mới còn ngon hơn á. Mình lấy một ít gỗ ra nè, mình đặt như vậy. Cho một viên kim cương thôi, làm được cái khiên mới rồi. Dễ gì mà dụ được mình. Rồi, enchant chậm hỏng cho nó luôn. Xong phin. Bây giờ nguyên cái set đồ của mình đã rất là trâu rồi. Vũ khí thì cũng mạnh nữa. Cung. Coi cung có ép được cái dòng gì không. Sức mạnh cấp độ 5. Vô hạn. Yes. Vô hạn rồi còn gì nữa không? Bật lùi hả? Cho nó một chút chậm hỏng đấy nha. Ơi, không đủ kinh nghiệm. Oh no. Không đủ kinh nghiệm. Ok, anh chanh như vậy đi. Sạch kinh nghiệm luôn rồi. Đó, bây giờ nó đã có vô hạn rồi. Cũng như là cái dòng chậm hỏng cấp độ 2 ha. Cũng tốt. Và bây giờ mình chỉ cần mang thêm một mũi tên thôi là đủ. Một mũi tên duy nhất là mình có thể bắn thoải mái rồi. Ví dụ mình không đem mũi tên luôn bắn được không? Không. Phải có một mũi tên thì mới có thể sử dụng được dòng vô hạn ha. Nói chung thì mọi thứ đều đã rất là tốt rồi. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành tới công chuyện tiếp theo. Đó chính là mình sẽ đi tìm cái cánh cổng kết thúc. Hôm nay mình sẽ chế tạo ra những cái con mắt kết thúc thôi. Mắt của Ender nè. Để chúng ta cùng nhau đi tìm cái cổng kết thúc ha. Rồi, lên đường. Liệu rằng với set đồ này đánh rồng có hỏi con gà mái hay không? Ồ, và con mắt đầu tiên nó sẽ đi về hướng cái cánh rừng phía bên gần nhà mình nè. Ơ, con mắt đầu tiên mà đã bể rồi. Oh no. Buồn vậy. Con mắt đầu tiên mà đã bể tan tành rồi. U là trời. Thôi, coi như là hơi xui thôi. Nhưng mà mình cũng biết được hướng đi rồi ha. Hướng đi là về phía bên cánh rừng. Giờ thì cùng mình đi tìm cái cánh cổng kết thúc thôi nè. Cùng với set đồ mới. Ôi không, set đồ mới được cường hóa. Và vũ khí cũng mới được nâng cấp lên ha. Ở gần đây nó còn có một cái chỗ gì đây. Lạ vậy. Ủa nó không có đường xuống luôn. Nguy hiểm ấy. Không có đường xuống thì mình xuống theo đường này. Ê no. Suýt nữa thì gãy chân rồi.
trong đây tối lắm. Các bạn hiểu ý mình chứ? Vô. Cửa sắt cái gì đây? Dòm bài nè, vô đây. Giáp mới, hơi bị tự tin luôn. Vô đây. Mới có giáp mới. Vô đây. Đừng có nhọn. Láo nháo nè. Lại ta. Chẳng lẽ chỗ này nó có dấu lòng spawn ở trong nè. Cái lòng spawn nó giấu ở đâu ấy? Ok, bỏ đi. Giờ chạy đố gì đây? Cái gì mìn nổ đâu đùng đùng vậy? Chưa gì mà. Thôi đập bên đây đi. Mệt quá giải đấu gì không biết. Ù xém nữa là bom nổ nè. Ghê quá đi. Lại thêm một cái căn phòng nữa. Bọn này chơi giấu cát đá gì đâu tùm lum hết dưới này á. À cái này. Ui giời ơi. Ủa? Đấy. Giải đấu được liền á chứ. Ok, đừng cùng mày. What? Giải đấu cho đã cái cuộc đừng cùng à. Lừa bịp thiệt. Nước tràn bờ đê đâu đây vậy? Lấy lại coi. Để cho nó tràn lung tung hoài. Ủa dưới này là công trình gì mà lạ vậy ta? Lần đầu mình gặp một dạng công trình giống như vậy luôn á. Nè có một chút khoáng sản nè. Lại thêm một cái chỗ giải đấu nữa. Lười quá. Vì đi cho nhanh. Tiếp tục làm mấy thứ lặt vặt nữa. Wow. Ui như cái này là mình mà đi nhầm vô một cái ô nào đó là sẽ bom nổ đúng không? Nguy hiểm vậy. À mình biết rồi. Những cái ô mà ở phía trên có màu đỏ là mình không được đụng vào. Rồi hiểu. Lên tới xíu. Rẽ trái. Cái này chơi, giống như là mình đang chơi mini game vậy á. Cái này đi thẳng được rồi nè. À, dễ gì mà. Đặt bẫy được mình. Ồ, bây giờ tới mê cung rồi. Oh my god. Sao mình ghét mê cung mà hở cái là nó cho mê cung vậy ta. Cây vậy. Ừ. Lần này mình giải đấu bay cung đúng nhanh luôn nhưng mà nó cho mình cái đường cùng mà. Kỳ vậy ta. Hết rồi hả? Bên đây là đường cùng rồi. Ok. Vậy thôi. Trở lại thôi nào. Tưởng thế nào. Rồi vậy là mình đã xong được hai hướng rồi. Chả nhẽ đây là một cái chỗ để kiểu như là thử lòng gan dạ của mình thôi hay sao? Nữa nè, tiếp tục một chỗ giải đấu nữa nè. Ui, mấy trò mèo này mà. Đi. Để coi cái mê cung bên đây thì có khác gì mê cung bên kia hay không nha. Mình nhớ đường đi rồi. Qua đây và boom. Đó. Thấy lần này mình đi chuyên nghiệp không? Đấy. Ơ, nó vẫn là đường cung. Cây thế nhờ. Nó vẫn là đường cùng mà. Còn đây là cái hướng mà hồi nãy bơm nổ đùng đùng nè. Bây giờ nó còn là cái chỗ hoang tàn thôi. Ghê thiệt. Có mấy chai bơm mà nổ vậy đó. Ồ nữa nè, nó có bơm đó. Nguy hiểm. À cái căn phòng cuối cùng là một cái thư viện. Ok căn phòng cuối là cái thư viện ha. Úp thôi phở. Tiêu diệt bá lá. Không ba chọi thuốc độc á. Mình ghét bà phù thủy lắm. Mỗi lần bà gặp mình là bà chọi thuốc độc mình à. Này mấy thứ lặt vặt tiếp. Sao nghe tiếng cái con dơm bay ở ngoài sa mạc vậy ta. Ui hình như tới lăng mộ của pharaoh hay sao rồi. Áo thấy chưa, bà chọi thuốc độc mình nữa cơ. Ghét chưa. Không có gì hết. Ê mình nghi lắm. Biết ngay mà. Giấu cái lòng spawn. Ồ, phía sau này vẫn còn đường đi nè. Tới này chỗ của mấy con xương. Xương nè.
Nè, có làm spawn tiếp. Wow, 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 hình như tới căn phòng chứa đồ. Ui giời. Ơ, căn phòng chứa đồ gì mà bèo thế? Không vào như mình nghĩ rồi. Ok, như vậy thì khám phá sau một cái công trình to đùng như vậy cũng được có một tí xíu đâu à. Thôi kệ đi, có ăn đỡ ăn không ha. Để mình đỡ tò mò mới mốt đi ngang. Chỉ cần đi luôn thôi, khỏi cần ghé vô ha. Rồi, giờ thì trở lại cái hành trình tìm cái stronghold của mình thôi. Sao tự nhiên đây có mấy cục đá 500 này vậy ta? Cái này là chế tạo cũng hơi bị mắc á nha. Một phôi này được rít lận. Nó dục tung tung beng nè, thấy không? Đồ đạc mà không có giữ kỹ lưỡng, để đi ngang rồi lỡ mất rồi sao? Thôi gì, cứ để mình ra tay thôi. Đồ đạc để lung tung lung tung. Rồi và nãy giờ mình đi thì vẫn chưa tới chỗ của cái stronghold nữa. Có vẻ là cái stronghold này nó khá là xa chỗ của mình á. Và sao mình phóng cái nào là bể cái đó hả? Ủa, lần này thì hết bể rồi. Hên 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 hên. Cái gì chứ? Chứ nãy giờ phóng hai cái bể hai cái là buồn lắm rồi. Nhưng mà mình vẫn phải đi tiếp dẫn bên đây rồi. Hơi bị xa luôn. Wow 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 wow. Phía trước mình lại là một cái công trình khổng lồ nữa kìa. Siêu bự luôn. Rồi bây giờ đổi hướng rồi. Nó quẹo rồi. Ôi bể rồi. Ôi không. Sao nó vừa quẹo là bể rồi. Ôi. Hình như tới rồi. Cái mắt của Ender nó bắt đầu đâm xuống dưới lòng đất rồi. Ngay đây. Hình như tới rồi, hình như tới rồi. Mình sẽ thử đào xuống dưới kiểm tra thử. Nếu mà không sai là đúng rồi đó. Ủa gì? Ờ ha. Không sai là đúng chứ gì nữa. Nhưng mà thông thường thì nó lủi xuống dưới chỗ nào? Là chỗ đó chính là cổng kết thúc. Và chính xác như vậy rồi. Được nhen. Hướng này cùng rồi. Hướng này đi rồi đúng không? Mình lấy cái đuốc rồi mình cắm coi mình có đem theo đuốc không vậy? Ủa như trên này đi mình không có đem theo đuốc. Hơi ẩu rồi. Giờ mình phải mò cái chỗ của cái cánh cổng kết thúc nữa nè. Wow, cái sân hâu giờ đẹp ghê á. Có gì đây? Có dấu rương. Ui giời ơi, dấu cái gì cũng biết. Cái banner đẹp ấy. Xin nhé. Còn gì khác không? Chỗ này quá trời rồi. Ủa còn chỗ có chó sói xương nữa. Wow, tới chỗ chứa đồ nè. Có dấu gì quý giá không? Kiểm tra hết mới được. Cái gì đây con này? Định làm cái gì? Ngọc Ender lắm. Ngọc Ender khá là tốt với mình hiện tại ha. À nó còn giấu những cái món đồ trên mấy cái kệ nữa nè. Hay vậy chứ. Rồi đi tiếp thôi. Ồ nó còn đường xuống nữa nè. Đi xuống một dưới một xíu. Wow wow. Đây là chỗ hình như gần tới cái cổng rồi đó. Thường thường mấy cái chỗ này là gần tới cổng rồi nè. Đã thiệt, cái chỗ cổng kết thúc đúng đẹp luôn. Còn rất là nhiều căn phòng khác nhau luôn. Cái này vô đây khám phá chắc cả ngày á. Quá trời quá đất rộng rồi. Còn dùm bà đi ra đi. Để mình men theo cái chỗ trung tâm đi ha. Coi coi cánh cổng nó nằm ở đâu. Đi xuống dưới thở. Ui, hướng này nó có cái căn phòng gì nè. Hình như đây là căn phòng chứa đồ sửa chữa luôn. Wow. Được thật sự. Cũng ghê phết đấy. Áo nữa nè. Wow. Không ngờ trong stronghold lại có chỗ chứa đồ xịn như vậy. Có đe các thứ nữa. Được quá nha. Hình như đây là
cái chỗ rèn giáp nè. Banner đẹp, lượm về tiếp. Nãy giờ lượm được hai cái banner đẹp rồi đó. Tốt tốt. Vậy là hướng này là hướng cái lò rèn rồi, không phải hướng của cái chỗ kết thúc đâu. Nếu mà nó nằm ở trung tâm như vậy, có thể là cánh cổng kết thúc nằm bên đây. Ủa? À đây tiếp tục là một cái lò rèn nữa. Vậy là hai cái lò rèn nằm ở hai hướng đối diện rồi. Rẽ trái thôi đi. Rẽ trái là cái chỗ nhà giam. Cũng chưa đúng luôn. Cuối cùng thì căn phòng nó cũng đã xuất hiện trước mặt mình rồi. Cái này á, nó xây cái chỗ đặt cái cánh cổng kết thúc đúng xa luôn á. Tít ở dưới lòng đất lận. Mệt hết cả người. Rồi kết lại xong cánh cổng rồi. Giờ chỉ cần nhảy xuống dưới là có thể chiến với được với rồng Ender rồi đó. Nhưng mà mình muốn ở đây để khám phá thêm một xíu, để tìm cái chỗ thư viện nữa. Tại vì phải tìm được cái thư viện thì mình mới tìm được chỗ chứa những quyển sách cùng hóa xịn. À như vậy thì nó nằm ở trong góc này rồi, rẽ trái. Mèn đét ơi, hồi nãy mình đi từ hướng bên kia. Mình đi đúng một vòng qua bên đây, một vòng ngược qua bên đây. Đi đường vòng nữa chứ. Bó tay mình thiệt. Ôi đây rồi, đây rồi. Thấy chưa, biết ngay mà. Đây chính là căn phòng, hình như là chưa phải thư viện đâu, nhưng mà là một nơi chứa khoáng sản của cái stronghold thì phải. Trên đây nó còn có cổng địa ngục nữa nè. Chưa thấy cái stronghold mà nó vip như vậy á. Nè có kim cương nữa nè, đào luôn. Kim cương. Kim cương. Có rương nữa. Ngọc lưu ly. Còn gì khác không ta? Kim cương nữa nè. Đấy. Hết rồi. Sơ sơ qua cũng được một chút khoáng sản ha. Ngọc lưu ly coi coi. À nó còn giấu ngọc lục bảo ở phía cuối nữa. Ồ, ra là vậy. Tò mò coi coi còn giấu ngọc lục bảo hay là kim cương gì không. Nhiều khi nó giấu không chừng á. Đào ra thở. Ok, như vậy thì nó không giấu ha. Tìm ra căn phòng chứa kim cương thì cũng khá là ổn áp đó. Giờ cũng thiếu cái thư viện thôi, mình tìm cái thư viện nãy giờ mà không có ra nè. Phía bên kia nó có màn nhện. Chính là nó, màn nhện của cái thư viện. Đây cũng có kệ sách gì nữa nè. Hi, sửa chữa. Bảo vệ. Bảo vệ hả ta? Lên đây mình nghĩ coi có cái rương không. Mình chơi gian mình ngồi ở trên luôn, nhìn cho nó dễ. Ngồi lên tiếp. Nè nè nè, có rương tiếp nè. Sửa chữa, sửa chữa. Không có. Có nhện, nhện, nhện. Nhện. Định làm gì? Định làm gì? Con nhện láo tét. Xử nó liền. Đâu cho nó đẻ trứng được. Wow. Công nhận cái thư viện này nó nghèo ta ơi. Hết rương rồi hả? Hình như nó hết rương rồi. Lúc đầu mình nghĩ cái chỗ stronghold bự như vậy thì cái thư viện chắc chắn sẽ rất là nhiều sách xịn đấy. Nhưng mà không. Nó không có xịn đâu. Bịp đó. Ồ đây là phòng ngủ. Ồ có banner đẹp nữa nè. Lại bỏ túi thôi. Ôi giời. Banner đẹp là phải bỏ túi liền. Và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ. Đó chính là truy tìm ra cái chỗ stronghold để dẫn mình tới cái thế giới kết thúc ha. Và chắc mình sẽ tranh thủ về nhà mình chuẩn bị thêm một chút cái lọ thủy tinh nữa. Để mình có thể hốt thật là nhiều hơi thở của rồng nè. Và một số thứ cần thiết cho cái chuyến khám phá bên thế giới kết thúc nữa. Mong rằng trong chuyến khám phá sắp tới thì mình sẽ có thể thành công đánh bại được rồng Ender và khám phá mang về nhiều đồ xịn ha. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Còn bây giờ thì bye bye.